Vâng, kính chào các bạn. Chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay trước cái khu công viên của Berlin. Và ngay tại đây, cách đây gần 2 năm, tức là vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 thì đã xảy ra cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và cái việc bắt cóc đó, cái vụ án đó đã gây ra những tác hại to lớn cho Việt Nam cũng như quan hệ hai nước. Và đây chúng ta đang đứng ngay cái khu công viên nơi xảy ra vụ bắt cóc đó. Và chúng tôi tường thuật trực tiếp ở cái đường phố nơi mà bị ông Trịnh Xuân Thanh và bà Phương đã bị bắt cóc. Ở đây thì gần ô tô cho nên là hơi ồn, và tôi, nếu các bạn nghe không rõ thì các bạn cũng nói vào đây để chúng tôi biết. Đây là hình ảnh. Vâng, đây là hình ảnh của cái người mà đã bị bắt cóc đó. Đó là ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương. Đây là hình ảnh mà trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Và ngay tại đây thì đã ngày 23 tháng 7 2017 thì đã xảy ra vụ bắt cóc, và sau đó đã đem đến cái quan hệ xấu đi giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức. Và cho đến ngày hôm nay thì cảnh sát và công tố liên bang cũng như là tòa án vẫn tiếp tục đang điều tra, và tòa án thì vẫn đang xét xử chưa xong về vụ án này. Đó là việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương ở đây, ở ngay khu công viên này. Và tôi quay một chút cái hình ảnh xung quanh đây để các bạn nhìn thấy những hình ảnh xung quanh một chút về cái khu vực này như thế nào. Đây, mời các bạn xem. Đây là con đường mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã đi từ cái khu vực. Đây, họ đã đi từ cái khu vực này, đi từ khách sạn. Họ đi từ khách sạn đi bộ vào buổi sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019, 23 tháng 7 năm 2017, họ đã đi bộ từ khách sạn, đi bộ qua đây và đến đúng cái con đường này, cái chỗ này, khu vực này. Thì họ sau khi tâm sự xong thì đây là cái khu vực mà họ đi vào để họ ngồi trong những cái ghế xanh để họ tâm sự. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, đấy là con đường đi vào cái khu vực mà các hai người đó đang ngồi. Và trong kia thì có những cái hàng ghế xanh để ngồi nói chuyện. Và ngay gần đây thì có cái hàng ghế đó, và tại đó thì họ đã bị mật vụ Việt Nam đột nhập và bắt cóc đưa lên ô tô. Thì đây là cái chỗ mà tôi quay tiếp cái khu vực mà chiếc ô tô đó đã đỗ và đưa ông Trịnh Xuân Thanh cũng như là bà Phương lên chiếc xe ô tô đó. Đây là cái đường. Vâng, đây là con đường. Với con đường này họ đã bị bắt cóc đưa qua đây như thế này, và chiếc xe đó đã đỗ ngay ở cái vỉa hè này. Đấy là một chiếc xe VW T5, tức là cái xe mà chở được khoảng 7 người. Thì trong đó có khoảng 6 người mật vụ Việt Nam theo như khai báo trước tòa. Thì có ông Nguyễn Hải Long ngồi ở trong đó. Và họ đã bị ném lên chiếc ô tô đó như những cái bao khoai tây. Đấy là cái tường thuật của những người Đức, người ta đi qua lại, người ta đi tập thể thao buổi sáng hôm đó cũng như đi xe đạp. Thì họ đã nhìn thấy là có một nhóm người châu Á bắt một người đàn ông và một người phụ nữ để ném lên chiếc ô tô như là những cái bao khoai tây. Thì họ đã khai trước tòa ra như vậy. Và sau đó từ trên con đường này, chiếc xe ô tô đã chạy thẳng vào trong tòa đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Và ở trong đó họ đã nhốt ông Trịnh Xuân Thanh ở đó 2 ngày, từ ngày 23 đến ngày sáng ngày 25. Thì bắt đầu họ mới chở ông Trịnh Xuân Thanh từ đó sang bên Cộng hòa Séc và sang Slovakia. Và sau đó rồi lên máy bay của chính phủ Slovakia do ông Tô Lâm mượn để bay về Việt Nam. Thì đây là những cái hình ảnh mà tôi xin chia sẻ thêm. Đây là trong cái khu vườn, đây là khu rừng họ đã đi lại. Đây, vâng. Đấy, họ đã đi lại, đi dạo. Gần đây là cái khách sạn mà nơi ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã ở qua đêm nhiều ngày trong đó. Và ai là cái người đã chủ mưu và ai là người đã chỉ huy trực tiếp cái vụ án bắt cóc này, thì xin gửi thông tin thêm cho các bạn để các bạn cùng biết. Đây là khu vực mà chúng ta đang đứng ở ngay khu công viên nơi ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương bị bắt cóc. Đây, và cái người chỉ huy để làm chiến dịch này trực tiếp là ông, theo như điều tra và theo như khai báo của trong tòa thì được biết rằng đấy là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm và cái người trực tiếp và đến đây, bay đến Berlin để điều hành cái vụ bắt cóc này, đó là ông Đường Minh Hưng. Và ông Trung tướng Đường Minh Hưng. Ông Tô Lâm lúc đó mới là thượng tướng thôi.
Thì ngay sau vụ bắt cóc này xong thì ông Tô Lâm đã được lên một sao nữa, và bây giờ ông ta là đại tướng tại Việt Nam. Và đại tướng bắt cóc thì có lẽ cũng không vui vẻ gì, và cái quãng đời còn lại của ông Tô Lâm sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì ông ta không thể đến Berlin hoặc là đến những cái thành nước văn minh như tại châu Âu này để làm những cái công việc của mình. Bởi vì khi chính quyền Đức vẫn đang điều tra, và những hồ sơ này đã được theo tôi biết thì đã được gửi đến Europol. Europol là một cơ quan cảnh sát toàn bộ lo về vấn đề là an ninh an toàn cho châu Âu. Thì tại đó thì những cái hồ sơ của ông Tô Lâm cũng như của ông Đường Minh Hưng như thế này thì đã được đưa vào, và chúng tôi chưa được phép công bố bởi vì viện công tố vẫn điều tra và tòa án vẫn đang xét xử chưa xong cái vụ án này. Và đi cùng với ông Tô Lâm cũng như ông Đường Minh Hưng thì có rất là nhiều người. Tôi xin gửi thông tin. Đây là những cái danh tính của những cái người đã bay trên chuyến máy bay của chính phủ Slovakia vào ngày từ ngày 26 tháng 7 năm 2017 bay sang Moscow và từ đó bay về Việt Nam. Trên máy bay đó thì đây trên chiếc máy bay đó thì có ông Trịnh Xuân Thanh. Ở đây hơi gió. Vâng, tôi xin giơ để các bạn đọc tên. Đó là Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, lúc đó ông ta là Thượng tướng. Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bộ An ninh Bộ Công an. Trung tướng Lê Mạnh Cường, hiện giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức là Tổng cục 5, tức là chỉ là những người thừa hành thôi. Tức là ông Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Trung tướng Lê Mạnh Cường là người có mặt hôm đó. Và đây là hình ảnh chiếc thẻ đảng của ông Trịnh Xuân Thanh đã đưa ra, và ông ta trả lại, tức là xin ra khỏi đảng vì không tin tưởng vào cái sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nữa, thì ông ta đã xin ra khỏi đảng. Và cũng chính vì những lý do này mà ông ta đã bị những cái người tướng lĩnh trong ngành công an đó đưa mật vụ cũng kết hợp với cả những cái an ninh, tức là mỗi mật vụ nằm vùng tại nhiều nước ở châu Âu. Đấy là theo cái thông tin của tòa án họ đưa ra khi mà tòa án xử, và đây là cái thông tin tôi đưa thêm để các bạn biết. Thì với những người đó, họ đã dùng chiếc xe để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 ngay tại đây. Vậy hiện nay, và sau đó rồi họ đưa lên chuyến máy bay của chính phủ Slovakia, tức là họ mượn chính phủ Slovakia máy bay để họ đưa về qua Moscow để về Việt Nam. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy là hai người, gồm có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Trung tướng Đường Minh Hưng. Những hình ảnh này đã được chiếu trên đài truyền hình Trung ương Đức rất nhiều lần. Tất nhiên ở trong nước các bạn không thể biết được, bởi vì thứ nhất là tiếng Đức các bạn có thể không biết, thứ hai là ở trong nước những cái thông tin mà chúng tôi đăng tải thì đã bị nhà cầm quyền Việt Nam, tức là chính phủ Việt Nam đã chặn lại, thành ra là nhiều người không biết. Và tôi hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ đến được với các bạn, bởi vì chỉ có thông tin và sự thật thì mới đem lại được cái ấm no và hạnh phúc. Chúng ta không thể sống trên cái tin giả, dùng tin giả để sống được. Và đây tôi xin cung cấp thêm cái hình ảnh mà chúng tôi đã thu thập được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hải Long, là cái người mà hiện nay vẫn đang bị tạm giam tại nhà tù Moabit, cũng không xa ở đây, trong cái vụ án hỗ trợ mật vụ, tức là mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và ông ta đã nhận tội trước tòa, và ông ta đã bị tòa án thượng thẩm tuyên án là 3 năm 10 tháng. Và trong lúc này thì ông ta kháng nghị phúc thẩm, thì tòa án liên bang thì vẫn đang xét xử tiếp chưa xong, cho nên là vụ án này vẫn chưa khép lại. Thì đây giống như là một cái vụ án này nó giống như là một cái điều mà chính phủ Đức vẫn luôn luôn để đó, để khi mà có những cái nhân chứng mới xuất hiện, ví dụ như là ông Tô Lâm hoặc ông Đường Minh Hưng, mà hoặc là những cái cán bộ công an an ninh mà đã từng đi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh khi có mặt ở châu Âu và bị bắt giữ, thì họ sẽ lấy thêm lời khai để bổ sung vào chứng cứ và đưa ra trước tòa để tiếp tục xét xử. Tức là tòa án hiện nay xét xử chưa xong ạ. Chưa xong thì có nghĩa là bất cứ lúc nào họ cũng có thể xét xử tiếp. Và khi ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay đang được chính phủ Đức cho phép tị nạn chính trị, thì ông ta, nếu ông ta được thả sang Đức, thì ông ta buộc phải công khai tất cả những cái quá trình bắt cóc, cũng như là những cái cá nhân và những cái người liên quan đến vụ bắt cóc ông ta. Và ở đây ở Berlin này thì còn rất nhiều những cái người như vậy mà tòa án đã nói rằng họ đã có tội, tức là họ nói có tội, tức là viện công tố nói rằng có tội, thì nhưng mà họ chưa xử, bởi vì theo tôi biết là phải một thời gian nữa thì bắt đầu họ mới điều tra thêm thông tin thì họ mới đưa ra xét xử. Thì đấy là những cái người mà trước cái này vẫn đi cùng sứ quán, rồi có những cái đón tiếp, rồi chu cấp về tài chính, chu cấp về nơi ăn ở,
Và đây là một cái hình ảnh mà một cái người mà trong tòa án viện công tố nói rằng ông này có tội. Đây là hình ảnh của một trong những người đó. Ví dụ đây là ông Tiến Hói. Ông này ở Berlin và đã dùng cái phương tiện, dùng cái làm hậu cần trong cái vụ án bắt cóc đó. Và hiện nay thì ông này vẫn chưa bị đưa ra xét xử, mà ông ta đang thuê luật sư để cãi cái vụ án này. Tuy nhiên khi chính quyền Đức, khi cảnh sát cũng như là an ninh Đức và viện kiểm soát có đầy đủ thông tin thì họ sẽ phải đứng đối diện với pháp luật, là những cái người Việt Nam sống ở thể chế dân chủ và tự do tại Cộng hòa Liên bang Đức mà lại đi tiếp tay cho mật vụ, cho cái chế độ đó để bắt cóc một công dân của mình và vi phạm pháp luật Đức một cách rất nghiêm trọng. Thì đây là một ông hình ảnh ông Tiến Hói chẳng hạn. Đấy là cái người mà đã hiện nay là đang bị kết tội, tức là đang bị viện kiểm sát nói rằng ông này có tội vì cái vấn đề là liên hệ và cung cấp hậu cần cho cái đội ngũ bắt cóc đó. Và một người nữa các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm hiện nay, đấy là ông Lê Hồng Quang, là cựu đại biện lâm thời của Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội. Đây là ông Lê Hồng Quang, và là cựu đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Hà Nội. Hiện nay ông Lê Hồng Quang thì vẫn đang trốn ở Hà Nội, tức là đang trốn ở Hà Nội và chưa sang lại Slovakia, bởi vì ông ta là cái người mà kết nối cho ông Tô Lâm mượn chiếc máy bay của chính phủ Slovakia và nói rằng là đi công tác nhưng mà thực ra để đi bắt cóc. Và chính vì cái việc đó cho nên ông ta đã quá sợ hãi và đã trốn về Việt Nam. Hiện nay ông đang ở Hà Nội và ông ta là người miền Trung. Vậy những người nào mà có quen biết ông Lê Hồng Quang này có thể liên hệ với gửi thẳng thông tin cho chúng tôi, hoặc là gửi thông tin cho cảnh sát Đức hoặc là cảnh sát Slovakia để truy nã ông Lê Hồng Quang về những cái vấn đề mà ông ta đã tiếp tay cho mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đây, ông Lê Hồng Quang đã trốn. Trước đây thì ông ta là cựu đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam và bây giờ đang trốn ở Hà Nội. Thì cái này những cái bạn ở trong nước có thể chia sẻ những thông tin này và tiếp tục để giúp cơ quan chống tội phạm tại châu Âu truy nã và tìm cái cá nhân này. Còn ở dưới hình dưới thì các bạn lại một lần nữa đã thấy là gồm có ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an, như thông tin ở trước tòa họ khai ra thì là cái người chủ mưu để đi bắt cóc, còn ông Đường Minh Hưng là người trực tiếp thực hiện, còn ông Lê Anh Dũng thì là cái người mà cũng đi cùng trong chuyến máy bay từ Slovakia về Việt Nam qua ngã Moscow trong cái lần vụ án bắt cóc đó. Thì cảnh sát an ninh Đức cũng như Slovakia đều có danh sách toàn bộ những cái người này và hiện nay họ vẫn tiếp tục điều tra, đặc biệt ông Tô Lâm đang bị điều tra tại Slovakia về vấn đề là mượn máy bay và để dùng để bắt cóc. Sở dĩ tôi bắt đầu cái chương trình này, tại sao tôi bắt đầu cái chương trình này ở những cái thông tin như vậy, bởi vì là như các bạn đã biết, bất cứ một cái việc gì khi muốn hành xử một cách bất hợp pháp ở Đức và châu Âu thì chúng ta đều thấy rằng là họ sử dụng những cái người ở ngay địa phương đây, ngay tại Đức, ngay tại Cộng hòa Séc, tại Slovakia hoặc là thậm chí ở Ukraine, trong cái vụ án và trong những cái bài báo và những cái phỏng vấn mà chúng tôi đã đăng trong thời gian vừa qua thì đã các bạn cũng thấy rất rõ về cái việc vi phạm của ông Phạm Nhật Vượng trong công ty VinFast về vấn đề là ông ta sản xuất những chiếc xe mà trong những bài báo đó nói rằng là ông ta đã đem thử chiếc xe này ở Euro NCAP để đánh giá chất lượng. Thế nhưng mà thực tế thì tôi cũng đã thông báo với các bạn trong cái chương trình vừa qua là chiếc xe này là thực tế là đã không được thử, bởi vì là đấy là một cái điều mà dối trá và rất có tác hại đối với những người tiêu dùng. Đây là nơi mà ông ta đã nói là đã thử, là VinFast đã nói là đã thử ở chỗ này, tức là Euro NCAP. Và chính Euro NCAP đã xác nhận với chúng tôi rằng là họ không nhận được bất cứ một cái chiếc xe nào của VinFast để thử cả. Và sau đó thì chúng tôi cũng đã đăng tải những cái thông tin này để các bạn cùng xem. Và các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua về cái thông tin này, đó là việc họ đã nói là rất tiếc các loại xe của VinFast không có trong chương trình thử nghiệm trong năm 2019 của chúng tôi. Thì những cái đường link này thì tôi sẽ chia sẻ tiếp một lần nữa để cho những cái bạn mà chưa có điều kiện theo dõi vào những đường video clip lần trước thì các bạn sẽ theo dõi vào lần tới. Và cái điều này là gây tác hại rất lớn, bởi vì là khi một cái doanh nghiệp lớn mà dối trá trong cái việc sản xuất, trong cái việc mà thử nghiệm chất lượng xe thì sẽ là gây tai họa cho người dân. Nếu họ không thử thì họ hay nói là họ không thử, chứ không thể nói là thử mà cuối cùng lại không phải. Thì những cái người dân, những người mua hoặc là doanh nghiệp mua để bán lại là họ đã bị lừa dối một cách rõ ràng. Và không những lừa dối về tiền bạc mà lừa dối cả về sức khỏe và nguy hiểm đến tính mạng của những cái người sử dụng và những cái phương tiện lưu thông trên đường khi gặp phải những cái chiếc xe này. Và nhiều người ở trên mạng
nói rằng đây là những cái thùng di động, bởi vì là không biết lúc nào nó sẽ gây ra tai nạn, mà không biết nó tai nạn kiểu gì, vì khi được không được thử một cách an toàn và thì nó sẽ giống như là những cái vỏ cola, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vỡ hoặc là cháy nổ hoặc là tác hại rất lớn vì nó không được đảm bảo. Và đây là một lần nữa tôi gửi các bạn xem cái thông tin, đây là bức thư của Eurocap đã gửi cho chúng tôi xác nhận rằng việc xe VinFast không hề được gửi đến để thử theo những cái thông tin đó. Đây, và những cái thông tin này tôi sẽ chia sẻ tiếp vào cái đường link. Và tại sao tôi lại nhắc lại cái vấn đề này? Bởi vì là đây là việc rất nghiêm trọng. Và trong cái thời gian vừa qua thì tôi cũng đã liên tục đưa tin và liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất cũng như những bằng chứng để các bạn có thể tự tra khảo, tự tra cứu và tự xem xét và tự quyết định cái việc của mình có nên mua hay không mua chiếc xe đó để cho mình, gia đình mình. Bởi vì nếu mà nó không được đảm bảo về mặt chất lượng thì nó giống như là những cái nhiều người đã comment tha với chúng tôi, thấy rằng là nói rằng giống như những quan tài, tức là quan tài di động, tức là những cái người đi trên đó nguy hiểm, và những người khách được mời đi cùng cũng nguy hiểm, và những cái người lưu thông cùng nó cũng nguy hiểm. Thì mà cái giá nó thì rất là đắt, họ bán với giá hơn 400 triệu đồng Việt Nam mà chưa có những cái tính năng khác. Thế điều đó thì cũng quá đắt với một cái dây chuyền công nghệ cũ nhập về để sản xuất, nó đã hết đát rồi mà lại bán đắt gấp 3 lần những cái xe đã sản xuất ở đây, thì quả là một cái tai hại. Và trong cái thời gian đó thì toàn bộ báo chí trong nước, tức là báo chí nhà nước, hoàn toàn im lặng, tức là họ đã không nói gì về vấn đề mà đặc biệt nghiêm trọng này. Chỉ có những tờ báo chúng tôi hoặc là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và những một số tờ báo ở nước ngoài đăng tin. Và hôm nay chúng ta truyền hình trực tiếp ở đây ngay trước cái nơi mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh để chúng ta biết rằng là tại sao những cái tờ báo đó lại im lặng. Vâng, các bạn đã thấy là báo chí Việt Nam không hề đưa tin và mọi cái là im lặng. Với hơn 800 tờ báo, đài truyền hình, phát thanh và truyền hình, đây các bạn xem đọc tất cả. Ngày hôm nay tôi cũng tra lại một lần nữa trước khi đến đây để chúng ta cùng kiểm tra, thì quả thật là họ đến ngày hôm nay họ vẫn không đăng bất cứ cái thông tin gì về cái việc mà cái chiếc xe ô tô đang có rất nhiều vấn đề về kỹ thuật. Và như vậy là họ cũng không đứng ở phía người dân. Những cái tờ báo này nó không đứng từ báo Thanh Niên, báo Việt Nam Net hoặc báo Việt Nam Express, họ cũng không đăng gì cả. Dân Trí, rồi Thông Tấn Xã, rồi là Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, tất cả các nơi là không có đăng. Vậy thì họ coi cái tính mạng của người dân là không quan trọng, mặc dù là họ dùng những cái ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân để đóng, để nuôi họ. Thế nhưng mà những tờ báo như thế này đã không đăng, và họ im lặng trước những cái khó khăn cũng như là những cái nguy hiểm của người dân, của hàng triệu người dân. Nếu mà 10.000 chiếc xe ô tô của VinFast pha đi được bán ra và nó lưu thông trên đường thì các bạn tưởng tượng là nó nguy hiểm như thế nào, bởi vì là trên đó sẽ có hàng 10.000 người ngồi hoặc là hàng chục nghìn người ngồi, và những cái người đi xung quanh là thành hàng trăm nghìn, mà nó luôn luôn vận hành như vậy mà biết nào đối với cả những cái lưu thông trên đường phố. Và những tờ báo này là không hề được đăng tải và họ vẫn im lặng cho đến thời điểm này. Cái điều giải thích tại sao nó không được đăng, bởi vì chắc các bạn cũng đã biết trong cái thời gian vừa qua ông Phạm Nhật Vượng cũng như là công ty VinFast đã luôn sử dụng hình ảnh của những cái lãnh đạo cấp cao nhất của nhà đảng và nhà nước, ví dụ như ông Nguyễn Xuân Phúc, nhưng các bạn đã thấy luôn luôn là có mặt trong mọi cái trường hợp nào đó có vẻ quan trọng để ông ta chào hàng, quảng cáo bán hàng cho VinFast với hình thức là quảng cáo xe ô tô, quảng cáo cái công nghiệp ô tô. Nhưng ông Phúc thì cũng phải thông cảm, bởi vì ông ta là một cái người mà cũng không được du học ở nước ngoài, những cái nước dân chủ và tự do như ở châu Âu hoặc ở Mỹ, cho nên là cái nhận thức của ông ta cũng kém thôi, bởi vì ông ta không biết thế nào là kỹ thuật, không biết thế nào là tiêu chuẩn Euro 4 mà châu Âu đã thải loại từ cách đây hơn chục năm rồi, bây giờ mang về để bán để làm gây thêm độc hại, ô nhiễm thêm môi trường cho Việt Nam. Thì đấy là một cái điều mà rất là nguy hiểm, bởi vì là ông ta đã không giúp người dân Việt Nam có cái môi trường tốt hơn, mà ông ta lại còn làm cho người dân Việt Nam khó thở hơn, sinh nhiều bệnh tật hơn với những công nghệ này. Thì toàn bộ Euro 4, ngay cả những hãng xe khác cũng không nên lưu thông ở Việt Nam, mà phải tiến tới là Euro 6 hoặc Euro 5 trở lên, thì cái khí thải ở Hà Nội, ở các thành phố và các địa phương trong cả nước mới đỡ được. Thì hiện nay ông Phúc thì lại đem những cái tiêu chuẩn này mang về để quảng cáo, để bán cho người dân Việt Nam, thì ông ta là gây tác hại rất lớn cho sức khỏe của cộng đồng, của bà con. Và bởi vì ông ta cũng có thể là ông ta cái nhận thức của ông ta cũng kém, bởi vì ông ta chưa được sống ở những cái nước thể chế như thế này, thế các ông ta không có khả năng lãnh đạo và không có khả năng nhận ra cái sự yếu kém của những cái loại dòng xe này, cho nên ông ta rất dễ bị qua mặt.
hoặc là một có những cái luồng thông tin khác nữa là có thể ông ta cũng đã có cái ăn chia hay là cái phần trăm nào đó. Thì đây là những cái thông tin mà trên mạng xã hội chia sẻ, tức là có thể có phần trăm trong những cái cổ phần này, hoặc là có những cái lợi nhuận có được tặng cái nọ tặng cái kia, rồi có thể là bằng cách nọ cái kia. Thì đấy là vấn đề mà tham nhũng, vấn đề là lợi dụng chức vụ và quyền hạn, cái điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay đang làm rất gắt gao về cái vấn đề là các quan chức Việt Nam tại sao lại giàu nhanh như thế mà họ lương chỉ có hơn 10 triệu. Đấy, thì cái điều đó mà mang Euro 4 đến năm 2019 rồi mà vẫn mang Euro 4 về, thì đấy là một cái sự đánh giá rất thấp, về coi thường về sức khỏe, về tính mạng của người dân ở Việt Nam, và nó sẽ tạo thêm rất nhiều những cái khó khăn, đó là cái tiêu thụ năng lượng lớn hơn, môi trường ô nhiễm hơn, và sức khỏe của những cái người mà mua ô tô này khi họ phải sống trong những cái môi trường mà nó không tốt như vậy, thì cái bệnh tật, các loại bệnh nó sẽ sinh ra. Và nếu anh chứa một cái chiếc xe ô tô như vậy, buổi sáng anh nổ máy anh đi và buổi tối anh lại cho xe vào nhà, thì những cái lúc đó là khí thải nó cứ quẩn trong nhà thì sẽ rất nguy hại đến sức khỏe cho người lớn, trẻ con cũng như người già. Và cái điều đó mà ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải suy nghĩ lại, để biết thương người dân Việt Nam là đã quá vất vả, quá khó khăn, thì bây giờ để có đồng tiền để mua được chiếc xe thì họ cũng phải được hưởng, làm sao cho chiếc xe đó xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra. Thì đây là cái vấn đề mà tại sao mà báo chí trong nước lại im lặng, bởi vì là ông Phạm Nhật Vượng đã dùng những hình ảnh, dùng những cái ông cấp cán bộ cấp cao nhất này để đem quảng bá quảng cáo, có vẻ như là hù dọa những tờ báo khác, có vẻ như hù dọa những đối thủ cạnh tranh khác. Thì cái đó là cái cạnh tranh không công bằng. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện quá nhiều ở một cái doanh nghiệp cụ thể và ở những cái sản phẩm cụ thể như thế này. Đây. Và cái trách nhiệm đó một lần, và ngay cả cái vấn đề mà Euro 4, thưa các bạn rằng là cũng không có cái tài liệu cụ thể nào thông báo trên cái trang truyền thông, phương tiện truyền thông là cái xe VinFast Fadi là Euro 4, bởi vì bản thân tôi đã cho người đến cái hãng bán xe ở địa chỉ 948 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để hỏi mua và chụp ảnh cũng như là lái thử chiếc xe này, thì họ chỉ được cho đi 100m và không được phép đi ra đường cao tốc. Thì không biết là chiếc xe này nếu mà chạy đường cao tốc với tốc độ khoảng 120-160 km/h thì có khi là nếu mà không chất lượng mà không tốt ấy, thì nó có thể là nó sẽ rời từng cái bánh ra một, và có thể là nó lạng lách, thì nó lật xe thế nào đó, bởi vì là nếu mà không được thử chất lượng cẩn thận thì cái điều đó là rất nguy hiểm. Và đấy là, và ngay cả cái vấn đề là Euro 4 này, như các bạn đã thấy là tôi đã phải trực tiếp gửi thông tin, và họ đã trực tiếp gửi cho chúng tôi cái thông tin là Euro 4 anh ạ, cũng chỉ là nói mồm thôi. Và cái điều này là nếu mà một cái tiêu chuẩn Euro 4 mà chỉ để nói mồm và sau đó bán xe thì đấy là một điều tội ác, bởi vì là cũng không chắc rằng là cái chiếc xe này là đủ có Euro 4 như là nhiều người nghĩ, mà thậm chí có khi nó chỉ Euro 3, Euro 2 hay là không có Euro nào nữa. Tức là không có Euro nào có nghĩa là cực kỳ độc hại luôn. Có nghĩa là anh mà chỉ cần để ô tô đó, anh ở trong nhà mùa đông, anh nổ máy trong nhà để chạy ra ngoài, thì cái lượng khí thải của nó ấy, nó đã bằng các 100 lần những cái xe khác nổ rồi. Mà nó sẽ nguy hiểm ở chỗ là những cái chất độc hại đó nó vào phổi, nó vào khí quản và vào những cái, đặc biệt là những cái người già hoặc trẻ em, phụ nữ ấy, mà hít phải những cái khí đó ấy, thì sẽ cực kỳ nhiều bệnh tật và không chết ngay. Tất nhiên nó không chết ngay, bởi vì là cái này là nó, anh không phải chết ngay được, nhưng mà nó phải chết từ từ, tức là khoảng 5 năm sau mới chết, mà cũng không biết chết tại sao mà chết. Thì thực ra đấy là do cái khí thải của nó quá độc hại, mà sử dụng những chiếc xe như vậy thì là giống như là những cái án tử hình mà đã đặt sẵn ở đó rồi, là đúng ngày đúng giờ là sẽ chết thôi. Đấy, thì đấy là rất nguy hiểm. Cho nên là khi mà các bạn mua, các bạn cần phải kiểm tra, và các bạn hoàn toàn có quyền là khách hàng, các bạn hoàn toàn có quyền có thể kiểm tra, kiểm định và yêu cầu công ty VinFast phải giải thích và đưa ra bằng chứng cụ thể để họ chứng minh rằng chiếc xe này là đạt tiêu chuẩn chất lượng Euro 4 hoặc là đạt tiêu chuẩn chất lượng về an toàn, và đúng là như đã nói là đi kiểm tra, kiểm định ở những cái nơi cơ sở đánh giá trung lập như tại châu Âu này, chứ không phải đưa vào một công ty Kenra Motor của chính cái hãng sản xuất để kiểm tra. Bởi vì nếu mà họ tự sản xuất và tự kiểm tra thì đấy chỉ là một bước đầu thôi. Thế nhưng mà cái vấn đề là phải kiểm tra ở những nơi kiểm định độc lập, và những nơi độc lập đó như ở châu Âu này thì lại họ không đem đến, thì không thể biết được là cái chất lượng thế nào. Mua và bán những chiếc xe đó ở trên thị trường và phải thu hồi toàn bộ, cũng như là cho đến khi mà kiểm tra đảm bảo chất lượng thì mới được mang ra thị trường để bán. Và cái điều này là đầu tiên, cái phản ứng đầu tiên là cái người tiêu dùng
là cần phải có phản ứng rõ ràng và thái độ rõ ràng với những chiếc xe như vậy. Bởi vì sao, các bạn cũng không thể trông mong ở các quan chức Việt Nam người ta phản ứng giúp các bạn ngay được. Bởi vì đấy, các bạn đã thấy là họ đã dùng những cái quan chức cấp cao nhất như thế này để họ quảng cáo, quảng bá. Và thậm chí họ có thuê cả David Beckham, rồi là mở thuê gian hàng tại hội chợ Paris để quảng cáo cái xe. Tức là mất hàng triệu, hàng chục triệu euro, đô la để làm những cái việc đó, chẳng qua để quảng cáo thôi. Tức là bán hàng bằng cách quảng cáo hàng hóa, chứ không phải bán hàng bằng chất lượng hàng hóa, sản phẩm. Thế thì cái việc mà các quan chức mà giúp các bạn thì rất khó. Thì cái việc mà chúng ta có thể phản ứng được, đó là chúng ta yêu cầu nhà sản xuất phải cung cấp đầy đủ thông tin, phải cho chúng ta thử cẩn thận, và chúng ta phải có cái đánh giá của cái nơi đánh giá độc lập, thì các bạn mới có thể tin tưởng và mua sử dụng nó được. Và ngoài ra thì các hãng bảo hiểm là phải đồng ý bảo hiểm cho cái chiếc xe đó. Bởi vì tại Đức cũng như các nước châu Âu khác, nếu các bạn mua xe mà không có cái đánh giá của một cái hãng độc lập thì cái vấn đề bảo hiểm xe sẽ rất khó khăn. Bởi vì không ai bảo hiểm cho chiếc xe mà không biết là chất lượng nó ra sao, đang đi tự nhiên nó bốc cháy, hoặc là khi mà tai nạn thì đáng nhẽ nó phải giữ được an toàn tính mạng cho những cái người ngồi trong xe đó bằng những cái túi khí, bằng khung, bằng vỏ. Thế nhưng mà nó đã không thể giữ được, vì và người ngồi trong xe đó bị chết hoặc là bị thương nặng, thương tật cả đời, thì không ai bảo đền cho các bạn, bởi vì là nó không có chứng chỉ đăng kiểm, và hoặc là nó không có cái đánh giá chung của một cái tổ chức trung lập nào đó. Thì cái vấn đề đó thì các bạn cũng phải xem xét là cái chuyện mà mua xe. Và nếu mà trường hợp mà chiếc xe sau một thời gian họ phát hiện ra những cái lỗi rất nặng mà không thể bán được, hoặc là phải sửa rất nhiều thì mới có thể bán, hoặc là lưu hành trên cái đường, các đường xá và lưu thông, thì nó sẽ lại gây khó khăn thêm lần nữa cho các bạn, là các bạn phải đem xe đã mua đem trả lại hãng để người ta sửa chữa và người ta nâng cấp và người ta thay thế. Và những cái điều đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian cho các bạn, bởi vì các bạn sẽ không có phương tiện đi lại. Rồi cái các bạn cũng không chắc rằng là khi người ta sửa lại như thế thì cái những cái xe ô tô đó liệu nó có tốt như là cái xe mới không, hay là nó thành cái thứ xe đã chắp vá rồi mà bây giờ lại thêm một lần chắp vá nữa. Tức là nó thành giống như là một cái thứ thập cẩm, mà là đại thập cẩm luôn, mà không biết là cái loại này xe này của nước nào sản xuất được nữa. Thì đấy là một cái tai họa mà các bạn có thể phải để ý để tránh, nếu mà mua phải những chiếc xe mà không được kiểm định rõ ràng và thông tin không được minh bạch. Và báo chí trong nước thì đến giờ này thì vẫn im, ngoài cái tờ báo gần đây nhất là ngày 24 tháng 6 thì có mỗi một tờ báo, đấy là tờ báo Phụ Nữ là đã đưa ra. Thì cái này thì chúng tôi cũng đã đưa thông tin, và tôi hoan nghênh, rất hoan nghênh cái tờ báo Phụ Nữ này. Phụ Nữ Việt Nam rất anh hùng, và họ đã dám đăng và đăng rất chi tiết về cái thông tin này, và họ đặt câu hỏi VinFast Fadi liệu có như quảng cáo hay không. Và trong bài báo này thì ghi rất rõ chi tiết và phân tích về cái loại dòng xe này thì là rất tệ hại và chưa được kiểm định, thì khó có thể là đưa ra thị trường, và đặc biệt là những người sử dụng thì sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu mà xe không được kiểm định. Vâng. Đấy. Và sau đó rồi thì ngày 26 ra hôm qua thì có một báo nữa là báo Tuổi Trẻ cũng có đăng một bài rất nhỏ, nhưng mà cũng chỉ đăng mang tính chất ám chỉ thôi. Họ cũng nói về hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam, và nhưng mà lại lấy một cái tranh là cái người đạp Việt đạp xích lô, xong rồi đằng trước nó có cái xe hình giống xe VinFast để đẩy đi. Thì cái này thì cũng là ẩn dụ thôi, nhưng mà họ không dám nói thẳng đấy là chiếc xe VinFast, bởi vì là chắc có lẽ là họ cũng có những cái chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo Trung ương, từ những cái cơ quan nào đó đã bị khống chế họ và không cho phép họ đăng thẳng vào cái vấn đề như vậy. Thì nên là họ chỉ vẽ một cái hình vẽ của Tuổi Trẻ cười. Tuy nhiên rằng làm được cái điều này thì cũng là một cái hoan nghênh đối với những cái báo chí nhà nước, và họ đã làm được điều này thì thôi cũng là cái khích lệ. Bây giờ chúng ta phân tích là tại sao mà cho đến giờ phút này, đến ngày hôm nay mà các báo chí trong nước vẫn chưa đưa tin, vẫn không nghiên cứu để tìm ra những cái sai sót, hoặc là những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm, hoặc những cái ưu điểm thì chúng ta đã đưa rồi, báo chí luôn luôn đưa, nhưng mà cái khuyết điểm thì sao, thì những cái báo chí trong này trong nước thì vẫn không đưa. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là họ đã dùng những cái thế lực lớn nhất, đó là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều quan chức khác, là để dùng cái đó để làm sao để báo chí phải thấy sợ và không dám đăng. Và ngoài ra thì cũng có nghi ngờ rằng là có thể ngay cả những cái nơi như trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là ông Võ Văn Thưởng, là phụ trách vấn đề báo chí này, là hàng tuần, thứ hai hàng tuần các ông ta đều có cuộc họp, theo như tôi biết là đều có cuộc họp đối với các đầu ngành, tức là các tổng biên tập hoặc các đầu ngành, tất cả các tờ báo chí hoặc là truyền thông trong nước, cả nước ở Hà Nội, để nói về chủ trương, đường lối của Đảng, là muốn đăng cái gì và không muốn đăng cái gì, và đăng cái gì ra thêm. Thì đấy là cái mà ông ta họp. Thì trong những cuộc họp đấy thì có lẽ rằng là những cái tờ báo này đã bị họ yêu cầu là không đăng. Chính vì vậy mà cho đến giờ phút này là những cái báo
báo lớn trong nước cũng không hề đăng về cái thông tin, và rất đặc biệt về chiếc xe VinFast có những cái lỗi về kỹ thuật như vậy, lỗi rất lớn về kỹ thuật như vậy. Đấy, thì tất nhiên là có những tờ báo họ cũng có thể muốn đăng, thế nhưng mà cái người tổng biên tập người ta không thể đăng, bởi vì có thể họ, thứ nhất họ có thể bị khống chế là không cho phép đăng. Vấn đề thứ hai là có thể qua những cái hội nghị khách hàng mà VinFast tổ chức, thì những cái chủ tổng biên tập hoặc những phóng viên báo chí được mời đến, gọi tạm gọi là những người quan trọng trong làng truyền thông được mời đến thì đã được nhận phong bì. Đấy, là phong bì là một câu nói mà trong nước hay nói, là một cái nói rất là văn hoa, nhưng mà thực ra cái phong bì đó đấy là cái tiền hối lộ, cái vấn đề hối lộ, tham nhũng và hối lộ để những cái tờ báo, hối lộ để những phóng viên này không đăng bài bất lợi hoặc là không đăng những cái bài báo mà nghiên cứu sâu về VinFast, về những chiếc xe của VinFast, thì đấy là cái điều mà rất là nguy hiểm. Bởi vì khi họ đã ăn lương của các tờ báo và họ đã dùng ngân sách nhà nước để trả lương các tờ báo, thì có nghĩa là họ phải phục vụ nhân dân. Họ phục nhân dân, tức là người dân phải được phục vụ, chứ không phải là những cái doanh nghiệp hoặc là những cái nơi nào khác lại được phục vụ bằng cái tiền thuế của người dân. Thế thì vậy, tại sao khi mà họ dùng tiền thuế của dân để nuôi những phóng viên, những cái tờ báo này, mà lại cuối cùng lại phải im lặng trước cái quyền lợi, trước cái sự nguy hiểm tính mạng của người dân? Và cái điều này thì rất là nguy hiểm nếu mà nó tiếp diễn. Và hy vọng là trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, có những cái chỉ đạo rõ ràng hơn để những tờ báo này được phép đăng tin. Bởi vì đây không liên quan gì vấn đề chính trị. Những cái tờ báo này, vấn đề xe VinFast là vấn đề là kỹ thuật, vấn đề về giá thành và vấn đề về sinh mạng của con người, chứ không liên quan đến chính trị. Thì không có lý gì mà báo chí trong nước lại im lặng như vậy. Vậy ông Võ Văn Thưởng là cái người miền Nam, gốc miền Nam, thì ông ta cũng nên có cái nhìn nhận lại cái vấn đề để ông ta làm sao giúp người dân Việt Nam có được những cái thông tin tốt nhất. Và cái việc đó thì các bạn cũng đã từng thấy hậu quả tai hại của Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta, trong cái thời gian trước đây đã từng hàng triệu người Việt Nam, Bắc và Nam lao vào để đánh nhau, giết và chết anh em, giết nhau rồi gia đình giết nhau, Bắc Nam, gọi là đó tạo ra một cái gọi là xung đột. Và bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ một dùng những cái thủ đoạn tuyên truyền để vào, và họ không những tuyên truyền mà họ còn bịt những cái thông tin sự thật như thế này, và đã làm cho những người dân Việt Nam lao vào đánh nhau, chém giết lẫn nhau một cách rất tai hại trong rất là nhiều năm, và để lại cái hậu quả mà cho đến nay vẫn chưa thể khắc phục được. Và đấy, thì đấy, cái thông tin rất quan trọng. Và bây giờ khi làm ăn và hội nhập quốc tế thì các doanh nghiệp Việt Nam, các người dân Việt Nam cần phải được biết thông tin để họ nắm bắt và họ làm việc, họ kinh doanh, họ sản xuất mới phù hợp, thì như vậy thì hàng hóa mới bán được, như vậy thì cuộc sống và sức khỏe mới được đảm bảo. Thì cái thông tin là rất quan trọng, và không thể như ông Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông vừa yêu cầu những cái doanh nghiệp là không được quảng cáo trên YouTube, Facebook và một số trang mạng khác, bởi vì là họ nói rằng đấy là phản động. Nhưng thực ra nếu mà Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông mà nói cái điều đó thì là can thiệp vào công việc kinh doanh của các doanh nghiệp, và khi can thiệp như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ lại thua ngay trên sân nhà, ở chỗ là họ không quảng cáo thì các doanh nghiệp khác vẫn quảng cáo, và doanh nghiệp Trung Quốc vẫn quảng cáo thì họ lại bán được nhiều hàng hơn. Thế vậy, như vậy là những hàng Việt Nam, những thương hiệu Việt Nam sẽ lại càng khó bán hơn, và lại để lại chống được cái thị trường đó cho doanh nghiệp Trung Quốc, doanh nghiệp nước ngoài vào để họ bán hàng. Và cái điều này là rất là nguy hiểm nếu mà ngăn chặn thông tin và truyền thông như vậy. Và cũng như các bạn đã biết là thời gian vừa qua cũng như sắp tới thì chắc chắn rằng là với những cái sự việc sản xuất những chiếc xe VinFast như vậy thì thông tin sẽ còn được tiếp tục đưa ra, không phải tại Đức mà tại khắp các nơi trên thế giới. Và cũng hy vọng rằng là báo chí trong nước sẽ vào cuộc để bênh vực quyền lợi của người sử dụng, người dân là cái người mà đã đóng thuế để nuôi các tờ báo, thì các báo chí cũng phải có tiếng nói, và những cái người sử dụng mạng xã hội cũng nên có tiếng nói một cách thẳng thắn để người dân trong và ngoài nước cùng biết cái sự thật về mọi cái diễn biến về những cái chiếc xe ô tô này, cũng như về những cái diễn biến khác trong cái cuộc sống của người dân Việt Nam. Và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông là một cái người mà cũng đã khá nhiều tuổi, tuy ông bảo thủ ở chỗ là ông ta vẫn luôn luôn muốn Việt Nam đi theo chế độ là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì đấy là Nguyễn Phú Trọng vẫn muốn như thế. Đây các bạn đã thấy,
Đấy, ông ta Nguyễn Phú Trọng thì ông ta hiện nay đang ốm khá nặng và đang đi lại rất là khó khăn, và trong thời gian vừa qua ông ta đã cố gắng xuất hiện rồi, nhưng mà nếu mà ông ta không chống tham nhũng, không chống lợi ích nhóm và không đứng về quyền lợi của người dân, người lao động thì chắc chắn rằng Đảng Cộng sản cũng như là những cái đường lối của ông ta đưa ra sẽ không đến được với người dân và không ai ủng hộ và không ai thực hiện cả. Nếu mà là như vậy thì rất nguy hiểm, và chúng ta, đất nước Việt Nam của chúng ta, nền kinh tế Việt Nam của chúng ta sẽ bị méo mó đi và sẽ bị thua ngay trên sân nhà, và những doanh nghiệp Trung Quốc rất lớn họ sẽ đến thăm, họ sẽ đến mua lại và họ sẽ thâu tóm những cái hoạt động kinh doanh đó, và điều đó thì người Việt Nam chúng ta trở thành cái người làm thuê, làm nô lệ ngay trên đất nước của chúng ta. Cái điều đó là không cần thiết và không nên. Vâng, đây là cái phần đầu của chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của tôi, nói về việc là tại sao các báo chí trong nước không đăng những cái thông tin như vậy ở trong nước, mà phải để những báo chí nước ngoài làm như chúng tôi cũng vừa đăng. Và sau đây tôi xin phép các bạn là quay một chút những khoảnh xung quanh. Đây là cái khu vực mà ông Trịnh Xuân Thanh và bà Đỗ Thị Minh Phương đã bị bắt cóc trong cái khu vực này, và đó là ngày 23 tháng 7 2017. Đây là cái khu vực đó, chúng tôi quay lại, đây là những cái người đang đi. Vâng, đấy. Và cái chương trình là hôm nay thì đến đây thì là cái phần 1 thì chúng tôi đã trình bày xong, và chúng tôi xin phép tạm dừng, để trời hôm nay ở Berlin thì rất là nóng. Tôi có thể uống một cốc cà phê, sau đó là tôi khoảng 5 phút nữa thì tôi sẽ lại tiếp tục trình bày cho các bạn ở phần 2. Đó là cái phần mà về vấn đề chúng tôi đang gặp nguy hiểm như thế nào, và liệu ông Phạm Trần Phượng có đưa và sử dụng những cái đội quân, những cái đội ngũ mà đường dây bắt cóc này vào cái việc mà gây hại hoặc là ám sát các nhà báo, nhà báo đã nói lên tiếng nói về chiếc xe ô tô của ông ta hay không. Và xin gặp lại, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngay sau đây. Trong 5 phút nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục là sẽ chương trình này sẽ được phát lần thứ 2, phần 2. Vâng. Hẹn gặp lại các bạn vào 5 phút nhé. Và các bạn cũng nên ấn nút theo dõi của trang thời báo, Facebook thời báo, của Facebook của cá nhân tôi, để các bạn có thể luôn luôn được cập nhật những thông tin chính xác nhất, trung thực nhất. Và hẹn gặp lại các bạn trong vòng 5 phút nữa. Và tôi sẽ xin phép tạm nghỉ ở đây, và 5 phút nữa gặp lại các bạn.